Dạ, kính thưa quý vị quan khách, thưa các anh chị em mũ đen của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trước hết tôi xin thành thật cảm ơn ban tổ chức đã giúp đỡ tôi và cho nên tôi mới được có mặt ngày hôm nay và rất là hạnh phúc và hân hạnh được gặp tất cả các gia đình mũ đen tại đại hội này. Thưa quý vị, đây là một cái đại hội thật là đặc biệt. Đặc biệt, nó đặc biệt ở chỗ đây là một cái cơ hội rất là tốt cho tôi và tất cả các bạn vào cái lúc mà Tổng thống Donald Trump đang cần sự ủng hộ của chúng ta cho nhiệm kỳ 2 tới đây, năm 2020-2024. Và tôi tha thiết kêu gọi tất cả các vị, chúng ta cùng nhau kêu gọi bạn bè, gia đình tích cực ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ tới đây. Đây là một cơ hội rất là tốt để chúng ta ủng hộ ông. Đây cũng là vấn đề sinh tử đối với dân tộc Việt Nam chúng ta và quê hương của chúng ta. Với chính sách hiện nay của Tổng thống Donald Trump và sự lớn mạnh của tuổi trẻ Việt Nam hiện nay, cùng với hương linh của từ ngàn năm của tổ tiên chúng ta, sẽ giúp cho chúng ta giành lại quê hương đang bị Cộng sản thôn tính và đe dọa của chủ nghĩa bá quyền, kẻ thù phương Bắc ngàn năm của chúng ta. Đây là cơ hội thật tốt để cho chúng ta có hy vọng, có ngày chúng ta sẽ trở về lại quê hương thân yêu của chúng tôi, của chúng ta. Trong dịp này, tôi cũng trân trọng tri ân Thượng nghị sĩ Richard Blake của Thượng viện Quốc hội Tiểu bang Virginia đã tích cực ủng hộ chúng ta. Hiện nay có cái báo chí thiên tả của Mỹ, nhất là gần đây họ có làm một cuốn phim về chiến tranh Việt Nam, họ sỉ nhục quân đội chúng ta. Nhờ có Thượng nghị sĩ Richard Black đã can đảm đứng lên binh vực chúng ta, cho họ thấy rằng chúng ta đã chiến đấu đến phút chót chống lại sự xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt. Và hôm nay tất cả có quý vị ở đây, chúng ta thành thật cảm ơn Thượng nghị sĩ Richard Black, nguyên là đại tá thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Ông đã từng chiến đấu dũng cảm trên chiến trường Việt Nam và bị trọng thương ở mặt trận Hội An của tỉnh Quảng Nam trên đất nước chúng ta. Một lần nữa, tôi xin tha thiết kêu gọi quý vị và cảm ơn ban tổ chức, cũng như là cảm ơn sự chú ý lắng tai của quý vị, và mong sẽ có ngày gặp lại quý vị trong những kỳ đại hội thiết giáp binh trong tương lai. Xin cảm ơn tất cả. Thank you.